Ngày 18 tháng 1 năm 2023, tức là ngày 27 Tết âm lịch, cơ quan điều tra huyện Phú Riềng tiếp nhận một số đơn của người dân trên địa bàn tố giác vợ chồng bà Yến, ông Hoàng có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Để đảm bảo quyền lợi của người dân, thì công an huyện cũng đã làm tốt công tác thủ tục tiếp nhận tố giác theo quy định. Người bị tố giác có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là vợ chồng bà Bùi Thị Kim Yến, 32 tuổi, và ông Nguyễn Thái Hoàng, 35 tuổi, có địa chỉ tại thôn Tân Phước, xã Bù Nho. Nỗi lo của những người đã cho vợ chồng bà Yến, ông Hoàng vay tiền càng tăng lên gấp bội khi họ phát hiện vợ chồng này đã dọn đi nơi khác, không còn ở tại địa phương. Cho gia đình bà Yến vay tiền để đáo hạn ngân hàng, chị Nguyễn Thị Hà ở thôn Tân Hiệp 2 được hứa đưa một sổ đất để làm tin. Thế nhưng sau đó, chị Hà không thể liên lạc được với vợ chồng bà Yến. Bây giờ được hơn một tháng tới ngày xảy ra sự việc rồi. Thật sự là mọi người cũng vẫn còn đang đau lắm. Tại vì không bao giờ nghĩ là một cái vợ chồng nhà Yến Hoàng, một cái người nhỏ tuổi như vậy, mà có một cái dã tâm lớn đến mức độ như vậy. Hầu như là toàn là bạn bè của nhà bà Yến Ôn Hoàng hết. Bà Yến vay mượn hoặc là này kia không bao giờ, cứ dặn là đừng có nói cho ai biết á. Khi mà Yến bỏ đi như vậy, thấy danh sách cái là tụi tôi mới điện cho bạn bè này kia, những cái người trong danh sách này nè, thì người ta mới xuống, ai cũng ngỡ ngàng. Đến hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp nhận tố giác của 10 cá nhân với tổng số tiền là 18 tỷ 660 triệu đồng. Ngoài ra thì cơ quan chức năng khác đã tiếp nhận yêu cầu giải quyết của 16 cá nhân với số tiền là hơn 40 tỷ đồng. Thì hiện tại cơ quan điều tra đang tập trung các lực lượng để xác minh giải quyết tố giác trong thời gian sớm nhất, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Vụ vỡ nợ xảy ra không chỉ những người cho vợ chồng bà Yến vay tiền lao đao mà còn kéo theo những gia đình khác cũng có nguy cơ bên bờ vực phá sản. Khi họ cũng đã âm thầm huy động vốn của người thân, bạn bè, có người còn mang cả giấy tờ nhà và sổ đất đi vay ngân hàng lấy tiền cho bà Yến vay để hưởng lãi suất cao. Bây giờ nhiều người vẫn còn đi lang thang bên ngoài không dám về nhà vì sợ gia đình. Nhiều người là đi mượn giấu để cho nó mượn, tại vì nghĩ là tin tưởng chị em mà bây giờ nó lừa đảo cái rất là khổ. Mong muốn cơ quan chức năng mình xử án nghiêm minh cái vụ này. Cơ quan điều tra, công an huyện cũng đã ban hành một số cái văn bản đề nghị các văn phòng đăng ký đất đai, rồi văn phòng công chứng là tạm dừng, ngưng giao dịch đối với những cái tài sản của vợ chồng bà Yến và ông Hoàng. Ngoài ra thì cũng yêu cầu các ngân hàng trên địa bàn tỉnh phong tỏa các tài khoản của bà Yến và ông Hoàng để đảm bảo xử lý vụ việc sau khi có cái kết quả xác minh. Thưa quý vị, thường thì khi bùng phát các vụ vỡ nợ hoặc việc người cho vay mất khả năng chi trả sẽ gây bức xúc cho người cho vay. Từ đó, rất dễ xảy ra việc những người cho vay kéo đến nhà người vay, gây áp lực, xiết đồ, thậm chí xảy ra xô xát. Những hành vi này sẽ cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản hoặc cố ý gây thương tích. Nghiêm trọng hơn, có thể dẫn đến án mạng. Vì vậy, những người cho vay cần phải bình tĩnh, không được thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Trong trường hợp này, vụ việc phải được giải quyết theo quy định của pháp luật. Người cho vay hãy đến cơ quan công an để trình báo và yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật.